Hôm nay Giang xin mời anh chị khách hàng cùng theo chân Giang đến với dự án Harborview Hiệp Phước của chủ đầu tư Hai Thành. Thì hiện tại là vị trí Giang đang đứng ở đây là trục đường Nguyễn Hữu Thọ, đối diện trung tâm thương mại Lotte Mart quận 7. Thì theo trên cái bản đồ á, thì từ vị trí này di chuyển đến dự án Harborview Hiệp Phước là chỉ mất 19 km. Nếu mà mình đi cái trục đường này về giao thông khá là thuận tiện. Thì trên trục đường, quá trình di chuyển á, Giang sẽ quay lại cho anh chị khách hàng thấy được cái tuyến đường này giao thông thuận lợi như thế nào. Xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển với Giang. Chúng ta cùng bắt đầu di chuyển đến dự án Harborview anh chị khách hàng nhé. Harborview rồi Hiệp Phước thì di chuyển hồi nãy giờ là mất khoảng chỉ có 30 phút thôi. Thì Giang chạy xe thì cũng khá là chậm, nhưng mà cũng chỉ mất 30 phút để di chuyển từ Nguyễn Hữu Thọ đến tới dự án Harborview Hiệp Phước. Thì vị trí của Giang đang đứng á, là cái dự án này là tuy rằng nó thuộc Long An, nhưng mà đây là điểm tiếp giáp giữa huyện Nhà Bè và huyện tỉnh Long An. Rồi sau đây Giang sẽ chạy một vòng dự án để cho anh chị xem qua về xung quanh dự án mình nhé. Thì ngay cái biển đường của Harborview Hiệp Phước đây, thì đây là đường N1 và đường D6. Thì Giang sẽ di chuyển một vòng và đến với một cái nơi gọi là rất là nhiều người đến để chụp hình check-in anh chị nhé. Nào, chúng ta cùng lên xe di chuyển để xem một vòng xung quanh của dự án Harborview Hiệp Phước. Xin mời anh chị nào lên xe.
dự án Harbour Hiệp Phước thì có thể là anh chị thấy một số hình ảnh trên mạng đó, thì rất là nhiều bạn trẻ chia sẻ về cái điểm check-in này. Đây là một cái điểm check-in khá là nổi tiếng của dự án Hiệp Phước Harbour View. Chúng ta cùng di chuyển vào trong nhé. Hiện tại thì Giang đang thời điểm này là 3:15. Anh chị thấy không? Trước mặt anh chị đây là một con sông Sòi Rạp. Sòi Rạp này sẽ kết nối thẳng tới quận 7 luôn và kết nối vào sông Sài Gòn. Vị trí này rất là mát. Thì nghe tới Long An thì mọi người nghĩ là xa, nhưng mà thực tế là chỉ giống như là kế bên một cái đường biên vậy đó, mình bước chân qua lại thôi, giữa huyện Nhà Bè và huyện Cần Giuộc của tỉnh Long An. Thì rất là nhiều bạn trẻ đến đây để mà check in. Vị trí này vô cùng đẹp và thoáng mát. Thì sau này anh chị muốn một có một căn nhà nghỉ dưỡng để mà mình sau những ngày làm việc mệt mỏi á, thì anh chị di chuyển đi bằng ô tô, với anh chị di chuyển chưa tới 30 phút đâu, thì Giang đi bằng xe máy. Như nãy giờ trên chuyến hành trình anh chị thấy là đường rất là thông thoáng ha, mà Giang di chuyển chưa đến 30 phút nữa thì anh chị đi ô tô thì rất là nhanh, khoảng chừng 20 phút thôi. Đến nơi đây để tận hưởng một cái không gian sống vô cùng trong lành nè, môi trường sạch nè, xanh nè, oxy đầy đủ luôn, không sẽ bị không ngột ngạt như thành phố Hồ Chí Minh, khói bụi xe cộ. Ở đây thì như anh chị thấy cây xanh rất là nhiều xung quanh dự án ha, giống như là mình đang sống trong một cái môi trường rất là tự nhiên luôn, thuần tự nhiên. Và anh chị có thể xây dựng cho một ngôi nhà rất là đẹp bên cạnh dòng sông hiền hòa, sông Sòi Rạp. Con sông này thì theo chiều dài của nó khoảng chừng chiều ngang của nó khoảng chừng hơn 1 km đó anh chị, rất là thoáng mát. Những anh chị nào muốn đến đây check in thì hãy liên hệ ngay với Giang, Giang sẽ hỗ trợ anh chị đến với vị trí check in rất là đẹp của dự án Harbour View Hiệp Phước. Giang xin dừng cái video tại đây ha. Giống như anh chị nào quan tâm đến dự án Harbour View Hiệp Phước thì Giang sẽ làm tiếp một cái video chia sẻ thông tin chi tiết hơn về cái dự án này. Thì ngày hôm nay rất là nhiều khách hàng họ đã chọn được một cái nền rất là đẹp tại dự án rồi, và sắp tới chủ đầu tư Hai Thành sẽ mở ra những cái nền đẹp hơn nữa. Và anh chị nào quan tâm vào những cái nền tại đây thì hãy liên hệ ngay với Giang, và nhất là những cái nền gốc đặc biệt thì liên hệ ngay với Giang, Giang sẽ cam kết lấy được những cái nền gốc cho anh chị. Một nơi an cư lý tưởng, một nơi đầu tư tuyệt vời, hãy liên hệ với Giang để sở hữu những cái điểm tuyệt vời, những cái điểm lý tưởng của dự án Harbour View Hiệp Phước. Hẹn gặp lại anh chị ở một video chia sẻ chi tiết về dự án Harbour View Hiệp Phước. Xin chào anh chị.